nào nhìn thẳng con vào mắt, con chẳng ngại ngùng cúi mặt trước Huy Nhi. Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật, trái tim con dù yêu Hạnh thế nào, đứng trước mẹ dịu dàng chân chất, con thấy mình nhỏ bé biết làm sao. Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu, hay bay lên bừng ánh sáng cao siêu, hay bao nỗi buồn xưa nhung nấu, trái tim mẹ hiền đùm bọc được con yêu. Trong cơn mê con từ mẹ ra đi, con muốn đi tận cùng trời cuối đất để tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất. Trong đôi cánh tay con sẽ ôm vì con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo, con đập vào cánh cửa mỏi rời tay. Con muốn ăn xin như một kẻ ăn mày, nhưng chỉ nhận những nhìn lạnh lẽo. Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ, tâm tư chán chê, thân thể rã rời. Con bỗng thấy một tình yêu chân thật trong đôi mắt dịu hiền của mẹ. Mẹ ơi, xin nhé.